Ngày 21 tháng 9, Công an phường Vĩnh Mỹ tổ chức hội nghị công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2022. Tại hội nghị, Trung tá Lại Vĩnh Thuận, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Mỹ báo cáo đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường 9 tháng đầu năm 2022, công tác địa bàn, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh tội phạm, thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường đi cơ sở đảm bảo không có vi phạm về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tại hội nghị đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của nhân dân trên tinh thần lắng nghe, ghi nhận nghiêm túc các ý kiến đóng góp. Thay mặt công an phường, đồng chí trung tá lại Dĩnh Thuận, phó trưởng công an phường đã trả lời những thắc mắc được nêu ra, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp để phấn đấu khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian sớm nhất, nhằm từng bước xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp quỹ, quỹ ban nhân dân phường và công an phường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.